của lớp học. Xin hỏi các vị có nghe được không ạ? Dạ, con có nghe được ạ. Con chào sư ạ. Dạ, cảm ơn cô. Chào sư. Con xin chào sư. Con chào sư ạ. Dạ. Ngày hôm nay ta cũng được một số vị hướng dẫn về dùng dùng cái chương trình này đó. Tức là tôi đã thử add một số tên để làm host trong phòng. Tức là các vị Phật tử được add tên đó thì có thể điều hành giống như là mở cái microphone hay là tắt hay là theo dõi trong lớp học. Tại vì đôi khi đang giảng bài đó thì có đôi khi có những vị Phật tử chưa có quen sử dụng đó, rồi để cái mic đồ. Thì tôi đã thử anh Thiện Nam Vui Nha Châu, bởi vì anh này là người ghi âm ở trong cái buổi giảng, cũng như là cô Thi Lâm và cô Hồng Thiệt Kim Nhung, bởi vì cô này có thể là, tôi nghĩ rằng là cô có thể cô theo dõi điều đặn lớp học và cô cũng có vẻ là nhanh nhẹn tạm thời như vậy. Vì nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta sử dụng tốt á, thì tôi cũng nhờ các vị Phật tử đó giúp giùm ở trong cái lớp học này. Và trước khi chúng ta học bài mới thì tôi cũng xin phép ôm lại bài cũ. Ở đây chúng ta sử các vị Phật tử cố gắng làm cái câu hỏi trắc nghiệm này. Thì tôi nghĩ qua các cái bài học vừa rồi đó thì có thể câu này là nó rất là dễ dàng cho mấy vị, chứ không phải là cái câu hỏi khó. Trước hết cái câu trắc nghiệm của chúng ta là: các vị hoan hỷ đại tôi chúc.
Các vị Phật tử có đọc được không? Tôi muốn hỏi các vị là cái ngôn ngữ chỉ cho cái pháp chế định, chỉ cho cái pháp chân đế đó. Cái ngôn ngữ đó nó là pháp chân đế hay là pháp chế định hay là pháp danh chân chế định hay là câu câu B, câu C, câu D, ba câu đều đúng. Có vị Phật tử nào trả lời đó, chúng ta chat ở trong cái chúng ta chat, chúng ta trả lời nha. Là bởi vì cái câu trả lời của các vị đó, tôi sẽ hiểu rằng là các vị có nắm bài được hay không. Tôi lặp lại, đó là cái ngôn ngữ chỉ cho pháp chân đế đó. Ngôn ngữ chỉ cho cái pháp chân đế đó là bản thân cái ngôn ngữ ngữ đó là cái pháp chân đế. Cái hai là pháp tục đế. Câu C là pháp chế định, câu D là pháp danh chân chế định, và câu E đó là chọn B, C và D. Ở đây có tôi đọc một Phật tử Chu Thi thì chọn là câu D, Phật tử Bích Nguyên chọn câu B, Phật tử Thiện Quang chọn câu D, Phật tử Ánh câu B, Phật tử Ngọc Viên gì nha Tích Đó Ni chọn câu C, Phật tử Phi Sương thì chọn danh chế định, Mai Thị Thu Tâm câu D, Đức Minh Ngạn câu D, Tuấn Anh sửa lại là câu E, câu D, Loan Liễu Thẩm Anh Anh đi câu E, iPad gì của heo gì đó câu D, Cô Hồng Thị Kim Nhung ngôn ngữ là tục đế. Câu D. Còn có vị Phật tử học viên nào trả lời đúng không ạ? Con chọn câu D. Dạ, các vị chọn câu D. Chỉ có mấy người trả lời, còn mấy người khác sao ạ? Cô Trần Hồng Mai phụ đề, cô Hồng Thị Kim Nhung thì chọn tục đế và chế định. B. Hà Su Trần chọn D. Thúc Duyên danh chân chế định, Tịnh Duyên danh chân chế định, rồi chắc tôi nghĩ đã hết câu trả lời rồi, tại vì cái này cũng nhanh. Tôi dạy, tôi hướng dẫn ở trong lớp này mà cái mục tiêu của tôi đó là chỉ cần khoảng 5 người hiểu được thì cũng là vui rồi. Chỉ 5 người mà hiểu được thì tôi cũng có thể, tôi có cố gắng kéo dài cái đáp dài được. Xem lại cái màn hình, xem lại cái màn hình, đúng ra thì
rảnh rỗi thì tôi nên đánh chữ trước để cho các vị dễ coi hơn, tôi viết chữ trên đây nha. Rồi các vị có thấy màn hình chưa? Ngôn ngữ chỉ cho pháp chân đế là A là pháp chân đế, B là pháp tục đế, C là pháp chế định, D là danh chân chế định, E là B, C, D đều đúng. Tôi đọc lại. Ngôn ngữ chỉ cho pháp chân đế là A pháp chân đế, B pháp tục đế, C là pháp chế định, D là danh chân chế định, E, B, C, D đều đúng. Ở đây CMP trả lời là E, Hồng Thị Kim Nhung đổi ý lại là E, Tâm Diệu Hồng E, Bích Nguyên E. Để tôi đếm được đâu được bao nhiêu cái chữ E, 1E, 2E, 3E, 4E. Vô luôn điểu năn đi là E. Rồi dù sao tôi cũng đạt được cái yêu cầu được khoảng 5 người trở lên. Tôi dẫn cho các vị biết mấy ngày liên tục cố gắng là gõ cho các vị đó làm. Cái ngôn ngữ á, thì dù cho chỉ cho chân đế hay là chỉ cho tục đế thì bản thân cái ngôn ngữ đó cũng là tục đế. Và tục đế là một cái tên gọi khác á, là chế định. Cho nên chúng ta nói chế định hay là tục đế thì đều được. Rồi ở trong cái chế định đó, chúng ta có cái danh chân chế định, có cái danh chế định và nghĩa chế định. Thì trong danh chế định, trong cái danh chế định đó, thì cái ngôn ngữ nào chỉ cho cái pháp tục đế đó, gọi là danh chân chế định. Và do vậy đó là ngôn ngữ chỉ cho cái pháp chân đế đó, thì cái ngôn ngữ đó là tục đế, cũng là chế định. Ở trong cái chế định nó gọi kỹ hơn là danh chân chế định. Và do vậy các vị nào khi mà các vị đọc kỹ đó, thì các vị sẽ thấy rằng là cái câu E thì cái câu đó là mới nói đầy đủ, là bởi vì cái ngôn ngữ đó nó bao gồm cả cái cũng là tục đế, cũng là chế định, là cũng là phi danh chân chế định nha. Và cái bài học ngày hôm nay nó thì lại là một cái bài rất là khó giảng. Khó giảng trong số các cái bài học của chúng ta đó, thì cái bài hôm nay là cái bài khó giảng nhất. Và tôi cũng cố gắng bằng cái tất cả các cái khả năng để chia sẻ cho các vị. Chứ cái phần mà chân đế là cái phần tục đế đó, và cái phần đó là cũng tương đối dễ hiểu. Và tuy vậy đó thì trong cái phần trắc nghiệm thì các vị Phật tử chúng ta chưa có nhiều vị đó là chưa có nắm hết. Rồi bây giờ trong cái rồi. Chúng ta học có làm tất cả đều là pháp, từ cái tâm thức cho đến cái vật chất, hay là những cái khái niệm khác như khái niệm về niết bàn hay là về tục đế đó, thì toàn bộ cái bản nêu này nè, toàn bộ đều là pháp hết. Là toàn bộ cái này đều là pháp hết nha.
Rồi chúng ta có cái phần thứ hai là trong cái pháp đó, đó thì chúng ta còn có cái là cái pháp này á, được chia ra làm hai, tức là những pháp mà có cái thực tính, có cái bản thể, được gọi là cái pháp chân đế, và những cái pháp nào mà không có cái thực tính, không có cái bản thể riêng, do quy ước mà có, do định đặt mà có, do hiệp thành mà có, vì cái gì nói tóm lại đó là nó không có cái thực tính pháp đó, thì cái pháp đó được gọi là cái pháp tục đế. Và cái bài học ngày hôm nay chúng ta học và bài học vừa rồi đó thì chúng ta học về cái pháp tục đế rồi, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu được cái pháp chân đế. Pháp chân đế tức là cái phần trên của cái biểu đồ vi diệu pháp đó. Đây là cái biểu đồ vi diệu, cái mảng biểu đồ vi diệu pháp. Thì khi mà chúng ta học tuần rồi đó, và chúng ta học cái phần dưới đây, cái hàng cuối cùng là cái phần tục đế. Rồi hôm nay đó thì chúng ta bắt đầu học phần trên, tức là trong cái pháp mà có cái thực tính, có cái bản thể, hay còn gọi là cái pháp chân đế, thì trong cái pháp chân đế đó, trong pháp mà có cái thực tính đó, đó được chia làm hai phần, tức là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế vô vi thì các vị thấy chân đế vô vi chỉ có một chấm tròn thôi, cái chấm tròn này chỉ cho niết bàn, còn toàn bộ còn lại thì ở toàn bộ còn lại đều là pháp hữu vi. Trong pháp hữu vi này nó thì trong cái pháp hữu vi nó bao gồm trong cái pháp hữu vi thì bao gồm tất cả là trong cái pháp hữu vi nó bao gồm tất cả các cái tâm, cái sở hữu tâm hay là đặc tính của tâm, sắc pháp, tất cả những cái pháp này đó được gọi là cái pháp hữu vi. Rồi vậy thì nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta mới lần đầu chúng ta học đó, thì trước hết đó chúng ta tập nhìn vào cái bản niêu chi pháp đó. Thì ở trong cái bản niêu đó, đó là cái dòng cuối cùng là cái pháp tục đế, là cái pháp đó trong cái chương trình học đó là chúng ta hướng dẫn các vị cái phần đó đầu tiên, là bởi vì cái phần đó là cái phần riêng lẻ. Rồi từ đây về sau là chúng ta học chỉ học về cái phần trên, tức là cái phần cái pháp chân đế. Và tôi lặp lại cái pháp chân đế đó, tức là cái pháp mà có cái thực tính, có cái bản thể. Như vậy thì để phân biệt được cái pháp nào là cái pháp tục đế, cái pháp nào là cái pháp chân đế, thì khi mà chúng ta có một cái khái niệm nào đó, ví dụ giống như là chúng ta có cái cây viết, và khi mà cái cây viết đó, đó mà nếu mà chúng ta gọi nó là cái cây viết, nhưng mà khi mà chúng ta chia cắt ra nhiều cái phần nhỏ ra thì chúng ta không có thấy cái đơn vị nào, có cái thành phần nào mà gọi là cây viết hết. Sở dĩ được gọi là cây viết đó là nó từ nhiều cái thành phần cấu hợp lại mà có, chứ nó không có cái bản thể riêng. Nó giống như là ở trong cái chiếc xe thì chúng ta không có thể chúng ta tìm thấy cái thành phần nào được gọi là chiếc xe hết. Nó không phải là cái bánh xe, không phải là trục xe, cũng không phải là mâm xe, không phải là thùng xe, không phải là hoa lăng, không phải tất cả các cái phụ tùng nào mà được gọi là chiếc xe hết. Như vậy thì cái gì mà khi mà chúng ta chia cắt nó ra mà chúng ta không tìm thấy được cái bản thể, cái đặc tính của riêng của nó đó, thì cái đó là cái pháp tục đế. Và như là tôi thưa các vị đó là trong cái pháp tục đế đó thì nó lại là có hai cái phần này, là tôi chia ra thật ra thôi chứ không phải là trong cái bản cái chương trình học chia ra nha, là có những cái pháp tục đế đó là gọi là nó giả, tức là nó không có bản thể riêng, nhưng mà bản thân nó đó được cấu tạo từ những cái thành phần có thật, từ những cái thành phần chân đế.
ví dụ giống như là nói người nam, người nữ, người giàu, người nghèo, vân vân, đó là những cái danh từ tục đế. Nhưng mà những người đó, đó họ được cấu thành từ những cái thành phần thuộc về chân đế, giống như là có sắc, có thọ, có tưởng, có hành. Và do vậy đó là đôi khi chúng ta nói rằng là cái pháp tục đế là cái pháp không có, thì nó có cái gì đó mà mình có cảm giác rằng là nó giống như là, và cái chuyện đó làm sao có được, bởi vì cái căn nhà trước mắt mình thấy, chiếc xe trước mắt mình rõ ràng là mình thấy, và cái thân người của mình đó, mình cũng thấy, tại sao vi pháp lại là không có. Mà ở đây không có, ở đây tức là nó không có cái bản, có nó không có cái bản thể riêng biệt. Tôi cũng lặp đi lặp lại cái điều này, còn các vị Phật tử nào mà chúng ta có tìm hiểu thêm đó, thì sau này có nhiều cái lớp học đó, thì chúng ta có thể chúng ta nắm vững hơn. Thật ra học nhiều pháp là cũng như kinh Phật nói chung là chúng ta phải học nhiều lần, nhiều vị giảng sư, đọc nhiều sách, rồi mỗi vị giới chúng ta một phần. Giống như là các vị Phật tử nào chúng ta học cái lớp học của tôi ở đây đó, thì sau này chúng ta học thêm, tham dự thêm nhiều cái lớp giảng của các vị giảng sư. Thì mỗi vị giảng sư tùy theo cái khả năng, tùy vào cái cách diễn đạt, mà đôi khi nó dễ dàng cho một số người, giống như là ở trong kinh có những cái trường hợp kể rằng là có những vị đó, nghe Đức Phật thuyết pháp đó, lại là không có giác ngộ, nhưng mà nghe từng từ đệ tử của Đức Phật đó, thì lại là vị đó lãnh hội, nó là theo cái duyên nha. Rồi thí dụ như là các vị Phật tử chúng tôi học cái lớp chúng tôi đó, nghe tôi giảng thì các vị đó không hiểu, nhưng mà khi mà đọc cái quyển sách khác hay học trực tiếp các vị thầy khác, chúng ta hiểu rằng đó là nó tùy vào cái điều kiện, kiểu như là cái khả năng diễn đạt của tôi chỗ đó nó không được rõ ràng, nhưng các vị khác đó là cái chỗ đó nó dễ hơn. Thì mình học Phật pháp cũng là mình cố gắng làm sao trong tất cả các cái lời gợi ý từng các vị giảng sư đó, thì chúng ta tìm thấy được cái ý nghĩa đúng đắn của Phật ngôn, đó là cái thái độ của những người học Phật. Thì trở lại là ngày hôm nay chúng ta học về cái chân đế đó, thì chân đế nó là có cái hai, đó là cái chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Và đây là cái khái niệm rất là đặc biệt khi mà chúng ta học trong vi diệu pháp. Do đó là tôi dành một ngày học ngày hôm nay để chúng ta chỉ cố gắng tìm hiểu về cái khái niệm hữu vi và vô vi thôi. Lớp học này đó, chúng ta học không phải là học vội vã, học cho nhiều. Bởi vì thật ra thí dụ như là bây giờ tôi dạy cho các vị về 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân hay là 8 tâm đại thiện vân vân, thì chúng ta coi bài học đó, mình thấy là mình học rất là nhiều, nhưng mà đôi khi những cái ý nghĩa quan trọng đó là mình bỏ qua, thì cái việc đó nó là không nên trong khi chúng ta học vi diệu pháp. Và do đó nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta đọc các cái sách học về vi diệu pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái vấn đề như là nói về cái hữu vi hay là vô vi đó, thì đôi khi chỉ có định nghĩa vài dòng chữ. Nói về cái pháp tục đế đó, thì chỉ có nói sơ lược một hai trang. Về Niết Bàn cũng vậy, nhưng mà trong cái lớp học hướng dẫn của tôi đó, thì tôi đặc biệt tôi muốn lưu tâm đặc biệt Phật tử điều đó, là bởi vì đó là những cái khái niệm rất là quan trọng. Thì ngày học bài học ngày hôm nay đó, như tôi nói các vị, đây là cái bài khó, nó khó mà trước giờ giảng đó, tôi cũng còn phân vân do dự là phải sắp xếp như thế nào để cho các vị Phật tử chúng ta dễ nắm. Trước hết đó là cái chữ hữu vi. Cái chữ hữu vi từ cái chữ Bali là cái chữ Sankhata. Sankhata, rồi đôi chỗ được biến cách là Sankhara. Hai chữ này bằng nhau nha, hai chữ này bằng nhau, cùng là một, nhưng mà vì cái biến thể văn phạm thì nó khác thôi, hai chữ này là một. Thì cái bài học hôm nay đó, chúng ta học về cái chân đế.
Chân đế này có hai là hữu vi. Và vô vi. Cái chữ vi á, chúng ta bạn nói cái chữ Hán trước. Cái chữ vi á, dịch theo chữ dịch từ cái chữ Sankhapa, chữ vi ở đây có nghĩa là làm. Hữu vi á, là được làm ra, được tạo tác. Do vậy cái chữ hữu vi, chữ vi này nè, có chỗ á, thì chúng ta còn được gọi là hành. Hành cũng là làm, mà vi cũng là làm. Giống như chúng ta có cái từ gọi là hành vi á. Hành cũng là làm, vi cũng là làm. Cái pháp hữu vi á, là cái pháp á, nó có mặt do duyên mà nó có. Khi mà duyên nó không còn, cái điều kiện nó không còn á, thì cái pháp đó nó diệt. Cho nên cái pháp đó gọi là cái pháp hữu vi. Cái pháp nó được làm ra. Và do vì á, nó được làm ra, nó được các cái duyên khác trợ sinh. Cho nên cái duyên đó mà không còn á, thì cái pháp nó cũng không còn. Trong cái bài kinh giáo giới Nan Đắc Cá đó, thì ngài Nan Đắc Cá ngài dạy cho các vị tỳ kheo ni là ngài hỏi rằng là thưa các hiện tỷ đó, làm cái này, cái từ mà ngài Minh Châu ngài gọi các vị tỳ kheo ni, các vị tỳ kheo xưng hô với các vị tỳ kheo ni, Minh Châu thì thưa hiện tỷ, như là thưa các chị, các sư cô và vậy đó. Rồi mày nói là thưa các hiện tỷ, nó giống như là cái chiếc đèn á, cái ánh sáng á, nó có được á, từ cái đèn. Và cái đèn mà sở dĩ mà nó có được, nó có lửa sáng được á, là nhờ dầu và cái tim bắt mà cái lửa nó có. Và từ cái lửa nó có đó, cho nên là có cái ánh sáng. Và nếu mà dầu cạn, tim lụng, bất lụng, thì cái ngọn lửa nó không còn. Và khi mà ngọn lửa nó không còn đó, thì ánh sáng không còn. Như vậy thì cái ánh sáng, cái ngọn lửa đó, nó không phải tự đơn thuần mà nó có, mà nó do duyên, do cái điều kiện mà nó có. Nó dựa vào cái điều kiện mà nó có. Nếu không có cái điều kiện là dầu, không có cái điều kiện là tim, thì cái ngọn lửa đó nó cũng không có. Và cái ánh sáng ở trong phòng nó sáng được là do vì cái có cái ngọn lửa. Và ngọn lửa nó không còn, ngọn lửa đó nó vô thường, thì cái ánh sáng đó phải vô thường, bởi vì nó có được từ cái ngọn lửa. Không thể nào có cái trường hợp ánh sáng có từ ngọn lửa, và khi ngọn lửa không còn thì ánh sáng nó vẫn còn, nó không có trường hợp đó được. Cũng như là ngọn lửa có từ dầu và tim, và khi cái dầu không còn, cái dầu cạn, tim đã lụng, thì cái ngọn lửa đó nó cũng không còn. Do vậy cái thân của chúng ta đó, nó được kết hợp từ cái từ năm uẩn, và về tâm thì có sắc, và tâm thì có thọ, tưởng, hành, thức, uẩn. Và cái thân của chúng ta chính là cái sắc uẩn. Và nếu năm cái thứ này, sắc, thọ, tưởng, hành và thức này nó là vô thường, thì cái thân của chúng ta nó phải là vô thường. Bởi vì cái thân của chúng ta nó được hình thành từ những cái thứ này. Nó giống như là một chiếc xe được hình thành từ những cái phụ tùng xe. Và những cái phụ tùng đó khi mà nó đã hư cũ, thì cái toàn bộ chiếc xe đó nó phải hư, là bởi vì nó tùy thuộc mà có. Thì cái đặc tính của cái pháp hữu vi là gì? Cái đặc tính của cái pháp hữu vi là vô thường. Toàn bộ cái pháp hữu vi đó, hãy mà đã là cái pháp nào mà do duyên mà có,
những cái pháp nào do được tạo từ những cái thành phần khác mà có, là tất cả những cái pháp đó nó đều là vô thường. Như vậy thì trong kinh nó hay nói rằng là, này chư tỳ kheo, tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Thì chúng ta hiểu rằng là hữu vi là những cái pháp nào mà nó được sinh ra từ một duyên nào đó. Và cái gì là pháp hữu vi? Tâm là pháp hữu vi. Đặc tính của tâm hay là sở hữu tâm là pháp hữu vi. Sắc pháp là pháp hữu vi. Và do vậy, tâm sở hữu sắc pháp đều phải là vô thường. Và trong cái gì là vô thường á, thì đó, nó luôn luôn nó phải chịu một cái sức ép của cái việc thay đổi, một cái sức ép của cái việc đào thải. Nó giống như thế này, là hơi thở của chúng ta đó là luôn luôn là vô thường, luôn luôn là thay đổi. Và khi mà chúng ta thở ra rồi đó, thì nó phải có một cái áp lực nào đó nó khiến cho mình á, mình phải hít vào. Và sau khi mình hít vào rồi đó, thì mình cũng không có thể nào mình chịu đựng được, thì mình phải thở ra. Và cái vạn pháp nó luôn luôn á, là cái gì mà nó do được tạo tác mà có, thì nó luôn luôn nó bị một cái áp lực là nó phải thay đổi để nó tồn tại, chứ nó không thể nào nó đứng yên. Ngày hôm nay nhờ có khoa học chúng ta biết rằng là các cái thành phần vật chất, ngay cả những cái tinh thể của kim cương, tức là những cái vật mà chúng ta tưởng chừng là nó đứng yên bất động hàng tỷ năm như vậy đó, nhưng mà thật ra là những cái thành phần nguyên tử phân tử trong đó luôn luôn nó phải chuyển động, chứ nó không có đứng yên. Và chính vì cái ý nghĩa mà pháp hữu vi luôn luôn nó phải bị cái áp lực thay đổi đó, cho nên cái pháp hữu vi đó nó có cái đặc tính thứ hai, nó gọi là khổ. Đặc tính đầu tiên thì nó luôn luôn là nó phải vô thường. Cái đặc tính thứ hai của các pháp hữu vi là nó bị cái áp lực. Và cái chữ khổ đó, chữ Pali gọi là Bilana. Chỉ bì lắm á. Dạ. Bì lắm nắp thà. Đi đúc khá. Khổ quá. Nghĩa là do nó bị một cái áp lực. Và toàn bộ cái dòng sinh tiến của cái tâm thức mình hay là những cái vật chất trong thân, ngoài thân, nó luôn luôn nó diễn tiến theo cái quy luật riêng của nó. Ví dụ giống như là trong thân của chúng ta, mắt của chúng ta nó thì càng lúc đó, nó càng là cằn cỗi, nó càng lúc nó càng mờ, và ở trong từng cái giờ phút đó, là luôn luôn là nó thay đổi. Rồi cái tai, cái lưỡi, cái thân, toàn bộ cái nội tạng trong cơ thể của mình nó luôn luôn mà nó sanh diệt theo cái cách riêng của nó. Lục phủ ngũ tạng của chúng ta là cái tim của chúng ta đó, là nó vận hành theo cái cách của nó. Cái phổi của chúng ta cũng vậy, cái gan của chúng ta cũng vậy, bao tử cũng vậy, tất cả mọi thứ đó là nó đều có cái luật sanh diệt riêng của nó. Và cái mà mình gọi là cái thân mình, cái của mình, thì chỉ là cái tên giả định thôi, tức là nó thuộc về pháp chân đế, chứ chúng ta hoàn toàn không có chủ quyền với nó. Chúng ta không chủ quyền ở đây tức là những là cái gì, là mình không có cái quyền mình kêu rằng là nó khỏe mạnh thì nó khỏe, nó đẹp được, mình không có hoàn toàn không có cái chủ quyền của đó. Mặc dù mình gọi nó là cái của mình theo một cái quy ước nào đó thôi, nhưng mà cái thực chất đó là mình hoàn toàn mình không có chủ quyền đó. Mình đâu có ai là muốn già, nhưng mà cái thân mình nó cứ già,
Không ai muốn bệnh mà cái thân mình nó vẫn cứ bệnh. Không ai muốn chết nhưng cái thân mình vẫn là chết. Thật ra mình không có chủ quyền. Tương tự đối với bất cứ cái thứ gì chăng nữa thì chúng ta vẫn chúng ta gọi theo cái của mình, cái nhà của mình, quyến thuộc của mình vân vân, lại chẳng qua là một cái quy ước theo cái từ tục đế thôi. Còn về cái thực tính của nó, cái quyền thực đó thì mình không có quyền. Mình gọi là cái mình là mình vô chủ, mình không có quyền với nó. Cho nên nó có một cái đặc tính thứ ba nữa gọi là vô ngã. À, tôi đang kịp cái đoạn kinh mà tôi nó hơi mất thì giờ một chút xíu, cho nên là tôi nghĩ là tôi nhắc cho các vị thôi, là cần thiết thì chúng ta tìm lại cái bản gốc. Tại vì mỗi lần mà cái dẫn chứng mà phải mở cái bản kinh ra thì đôi khi nó hơi mất thời giờ một chút. Thì ở trong cái kinh Thập Đức Phật Ngài dạy như thế này là này chỉ tỳ kheo, cái bản chất của những gì hiện hữu của cái pháp hữu vi này á, nó vốn là vô thường, khổ và vô ngã. Và dù cho các đấng Như Lai hay là chư Phật á, có xuất hiện ở thế gian giảng pháp hay không giảng pháp, chỉ ra điều đó thì những điều đó nó vẫn có mặt. Bởi vì Đức Phật á, Ngài cũng giống như là một nhà khoa học tìm ra chân lý, chứ Đức Phật Ngài không phải là người tạo ra cái chân lý. Cũng giống như là nhà bác học Newton á, ông tìm ra cái lực hấp của trái đất. Nhưng mà trước khi ông tìm ra đó thì cái quả táo á, phải mà nó rơi đó thì cũng phải rơi xuống đất, chứ không phải là rơi nó bay lên trời được. Mà chẳng qua là ông thấy ông tìm ra được thôi. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng là các đấng Như Lai có ra đời hay không ra đời đó, thì cái chân lý đó đó nó vẫn có, nó vẫn tồn tại, chứ nó không phải là do gì có Phật giáo rồi Đức Phật nó mới chỉ ra được cái đó rồi không có Đức Phật có làm. Nó khác, mà chân lý nó là bất di bất dịch. Vậy thì đôi khi có những cái tôn giáo người ta nghĩ rằng là cái vũ trụ của chúng ta đó là do một cái đấng tạo hóa mà có, và nếu không có đấng tạo hóa thì cái vũ trụ này không có. Nhưng một người Phật tử thì chúng ta không bao giờ chúng ta xem Đức Phật là một vị tạo hóa như vậy. Và nhiều cái đoạn kinh đó mà Đức Phật ngày nhắc đi nhắc lại cái điều đó. Và khi mà nói về cái các cái pháp mà dẫn đến cái giác ngộ, giống như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, thất giác chi, ngũ căn, ngũ lực, bát giác đạo, vân vân, thì Đức Phật ngày ví dụ là này chưa đi kheo, nó giống như là một người đó đi vào rừng đó, tìm thấy được một cái kho báu rồi. Và Ngài dạy rằng là cái kho báu đó Ngài đã thấy, Ngài đã đi trên một cái con đường cũ. Và cái con đường cũ đó, cái đạo lộ cũ đó, cái phương pháp đó đã được các vị chánh đẳng chánh giác khác đã đi qua. Có nghĩa là khi mà một vị Phật ra đời đó, Ngài tìm ra một cái phương pháp tu tập, một cái chân lý đưa đến giải thoát,
thì cái đó đó nó không phải là cái mới mẻ, mà cái điều đó chư Phật quá khứ đó các ngài đã nó đã thuyết giảng. Do vậy mà ở trong cái bài kinh Châu Báu á, nội dung cái bài kinh nó kể ra những cái báu vật trong thế gian đó, thì Đức Phật ngày nhắc đến cái ba loại báu đó là Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Thì một trong những cái đặc tính quý báu nhất đó là gì? Là cái chư Phật, giáo pháp và những vị đệ tử hành theo của giáo pháp này đó và đưa đến giải thoát đó, ba đời đó có một cái đặc tính là gì? Là giống nhau. Nó giống như là hai người đều giải một cái bài toán đúng, cho nên cái đáp số bao giờ nó cũng giống nhau. Cái bài toán sai đó thì nó có nhiều cái đáp số, với bài toán đúng thì nó chỉ có một đáp số thôi. Chính vì như vậy mà giáo pháp chư Phật ba đời đó thì người đều giống nhau hết. Ví dụ giống như là Đức Phật trong cái đời chư Phật quá khứ ngày nói là khổ, là nguyên nhân sanh khổ là gì, thì cái nguyên nhân đó Đức Phật hiện đại vẫn thuyết giảng như vậy, và chư Phật tương lai đó là cũng thuyết như vậy, bởi vì ngoài cái nguyên nhân đó ra không có nguyên nhân khác. Cho nên là khi mà chúng tôi đọc kinh nó đọc thấy về cái đặc tính mà không có nói cao thượng, không có nói cái gì hết mà nói lạ, nó giống nhau, rất là hoan hỷ cái chữ đó. Thì trở lại nữa là cái pháp phủ vi là có cái ba cái đặc tính đó, và cái ba cái đặc tính này là nó thuộc về cái chân lý, nó thuộc cái chân lý này nó tồn tại khi nào mà hễ mà có cái pháp phủ vi, cái gì mà nó có, cái gì mà hiện hữu do các cái duyên mà có, thì các pháp đó đều gọi là cái pháp hữu vi. Và đã là cái pháp hữu vi rồi thì cái pháp nào đó thì nó cũng vô thường, khổ và vô ngã. Và cái pháp hữu vi này nè, là chúng ta đọc ở trong kinh Tạng á, là chúng ta thấy rất là nhiều. Và nên tôi cố gắng đi dành một buổi để tôi nói về cái chữ này thôi. Và các vị Phật tử đôi khi học kinh nói rằng là các pháp hữu vi là vô thường, mình biết hữu vi là cái gì, như là các hành là vô thường, thì ở đây mình phải biết rằng cái hữu vi hay hành nó hai chữ này là một nha, đồng nghĩa. Vi hay là hành, cái nào cũng đều có nghĩa là làm hết, mà làm ở đây là nó do tạo tác mà có. Cái đoạn này là ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đây là cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn kể về cái thời gian mà trước khi mà Đức Phật viên tịch. Thì khi mà ngài Ananda nghe Đức Phật ngài Niết Bàn rồi, thì Đức Phật ngài Ananda ngài hỏi về nhiều cái vấn đề liên quan khi mà Đức Phật ngài Niết Bàn, chẳng hạn giống như là cái cách mà để hỏa táng, hỏa thiêu Đức Phật như thế nào, vân vân. Và sau khi ngài Ananda hỏi xong cái điều đó rồi đó, thì ngài Ananda đó, cái đoạn 13 đó, thì mới mô tả rằng là rồi tôn giáo Ananda đi vào tịnh xá, dựa trên cột cửa và đứng khóc: ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa? Thế Tôn nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, Ananda ở tại đâu? Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, dựa trên cột cửa và đứng khóc: ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ, ai còn thương tưởng ta nữa?
Thế Tôn liền nói với một tỷ kheo: Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta. Nói với Ananda: Này hiền giả Ananda, bậc đạo sư cho gọi hiền giả, xin vâng bạch Thế Tôn. Vị ấy vâng đáp lời Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn giả Ananda. Sau khi đến liền nói với Tôn giả: Này hiền giả Ananda, bậc đạo sư cho gọi hiền giả, thưa vâng hiền giả. Tôn giả Ananda vâng lời vị tỳ kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Thôi vừa rồi Ananda, chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. Này Ananda, ta đã tuyên bố trước với ngươi rằng mọi vật ái biến tốt đẹp đều phải sanh biệt, tự biệt và dị biệt. Này Ananda, làm sao có được sự thiện này? Các pháp sanh, trú, hữu vi, biến hoại đừng có bị tiêu diệt, không thể có sự thiện như vậy. Và do đó, ở trong cái kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy không bao giờ nhắc đến một cái cõi nào mà cái cõi đó là thường hằng, vĩnh cửu, không có thay đổi, không có vô thường, bởi vì cái sự việc đó là không có. Hễ cái gì hiện hữu, cái gì là cái pháp hữu vi thì cái đó là phải là vô thường. Do vì chúng ta sống bằng những cái khát khao, bằng những cái ước muốn, bằng những cái dục vọng, và đôi khi mình tưởng tượng ra là làm sao mình cố gắng mình làm các cái công đức, và nhờ cái công đức đó mình không phải bị cái vô thường khổ, cái đời sống tạm bợ ngắn ngủi như là kiếp người. Kiếp người chúng ta đó thì mình chỉ sống được có vài mươi năm, rồi trong cái khoảng thời gian đó thì thăng trầm vinh nhục đủ thứ hết. Rồi đã vậy đó thì mình cũng phải sớm chia lìa những người thân của mình, ông bà của mình, rồi cha mẹ của mình, rồi thậm chí đôi khi là những đứa con, những người trẻ, những cây măng mà mình là cây tre là phải khóc cho nó, bởi vì nó vô thường trước mình. Rồi khi mà chúng ta nghĩ là có một cái cõi, có một cái cảnh giới nào đó mà cái cảnh giới đó là nó không có vô thường, trường tồn, mọi người sanh trên đó là vĩnh viễn, là không phải già, không phải chết, nhưng mà cái việc đó là nó là vô lý, nó không thể có thật, bởi vì mọi vật đó, nó không có thể nào mà nó có mặt một cách đứng yên hết, mà nó phải chuyển động, nó phải vận hành nó mới có mặt được. Chứ nếu mà tất cả mà mọi vật mà nó đứng yên đó, thì nó không bao giờ nó hiện hữu được. Ví dụ giống như là chúng ta muốn tụng hết một bài kinh á, thì mỗi cái con chữ đi qua nó đều phải là vô thường hết. Chứ nếu mà những cái con chữ không có vô thường đó, thì cái lời kinh, cái câu trước đó, nó không tới được cái câu sau không tới được câu sau nữa, nó không có hết được cái bài kinh. Mà chỉ đọc hết được cái bài kinh khi nào cái câu đầu đó, nó vô thường để đến cái câu 2, câu 2 nó vô thường đến câu 3, rồi câu 3 vô thường đến câu 4, vân vân, kinh. Chúng ta không có thể trọn vẹn một cái bản nhạc nếu những cái lời hát đó không có vô thường, bởi vì nó không có vô thường thì nó chỉ đứng yên một chỗ thì làm sao nó vận hành. Cho nên là người học Phật là để chúng ta thấy ra rằng là có những cái ước muốn đó, nó không có thể nào nó có được, là bởi vì những cái ước muốn đó là nó là vô lý, nó không có thực có được. Và Đức Phật á, ngài thuyết pháp á, là ngài để chỉ cho chúng ta tìm ra cái chân lý, chứ không phải là Đức Phật ngài ra đời ngài tạo ra một cái sự nhiệm màu đi ngược lại với cái chân lý. Không phải là Đức Phật ngày ra đời là cái đời sống của chúng ta đó là vốn vô thường, bằng cái năng lực của Đức Phật ngày làm sao cho nó không có vô thường. Đời sống của chúng ta nó vốn là khổ, nó vốn là bất tội nguyện, nó vốn là vô chủ, thì không phải là Đức Phật là ngày ra đời đó là ngày dạy cho chúng ta những cái bài kinh tụng niệm làm sao để nó không còn khổ, nó không còn vô thường, mà nó thuộc về mình. Nó đạo Phật không có như vậy, nó không phải là đạo Phật.
Mà cái đạo Phật á, Đức Phật này chỉ rõ cho mình thấy á, có những thứ á, mình tưởng rằng nó là không vô thường, hoặc là cái vô thường nó chậm. Nhưng mà Đức Phật này chỉ ra rằng nó vô thường ở trong từng cái giây phút một. Rồi á, có những cái thứ á, là do phàm phu của chúng ta không thấy được cái tính vô thường, cái khổ, cho nên trong cái khổ mình tưởng là lạc, thì chúng ta tu học làm sao để trong cái khổ thấy đó là khổ. Và do vì mình không có thích khổ cho nên mình mới giải thoát khỏi khổ được. Chứ khi mà mình thích khổ thì mình sẽ không có giải thoát khỏi khổ, bởi vì mình thích nó làm sao mình muốn bỏ nó. Và ngay cả mình thấy khổ đây mình còn bỏ chưa được, huống hồ chi mình thấy nó là lạc. Do vậy đó, học Phật là để thấy ra cái điều đó. Thì cái bài học về cái khái niệm về cái pháp hữu vi đó, tức là tất cả những cái pháp gì mà nó sanh ra do duyên thì tất cả cái pháp đó nó đều phải là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là cái pháp khái niệm về cái pháp hữu vi. Còn cái chân lý thứ, còn cái pháp chân lý thứ hai đó, gọi là cái chân lý vô vi. Vô vi á, tức là không bị tạo tác, không phải do làm ra mà có. Và do vì á, tôi nói với các vị đầu giờ học á, bài học ngày hôm nay á, là cái bài học mà rất là khó giảng. Bởi vì cái vô vi á, ở đây á, là đồng nghĩa là cái tên gọi khác với niết bàn. Và nói đến cái niết bàn á, các vị Phật tử của chúng ta đừng bao giờ hy vọng rằng mình tìm thấy được một cái lời định nghĩa nào về niết bàn ở trong kinh điển. Bởi vì sao? Bởi vì niết bàn là cái pháp không thể định nghĩa. Thật ra đó, ngoài cái niết bàn ra đó, là cái ngôn ngữ của chúng ta đó bị giới hạn rất là nhiều thứ. Có nhiều cái vấn đề đó chúng ta không có thể định nghĩa được cái bằng ngôn ngữ. Ví dụ giống như là có một cái loại trái cây nào đó mà chúng ta chưa từng được ăn, thì nếu người nào đó đã ăn qua rồi thì họ diễn tả lại cái mùi vị của cái trái đó, chúng ta cũng hoàn toàn không có hiểu được, bởi vì cái giới hạn của ngôn ngữ. Ngay cả bây giờ có những cái trái cây mà chúng ta đã từng ăn rồi, nhưng mà bây giờ ai đó kêu chúng ta diễn đạt lại để phân biệt thì đôi khi cũng khó. Ví dụ giống như là giữa cái trái quýt và trái cam, thì để chúng ta diễn tả cho một người nào phân biệt được đâu là cái vị của cái trái quýt, đâu là cái trái cam, thì hai trái đó nó cũng tận gần với nhau, ví dụ như là nó đều có ngọt, đều có chua, vân vân, thì đôi khi chúng ta diễn đạt cũng được. Dạ. Đó là cái thứ mà mình đã ăn được rồi đó mà mình còn diễn là không được. Còn muốn nữa, một cái trái cây mà mình chưa từng nếm, không bao giờ mình diễn đạt được. Hoặc nó cũng giống như là một cái mùi vị gì đó, giống như một cái loại nước hoa mà chúng ta chưa từng ngửi qua, thì ai đó có diễn đạt như thế nào mình không bao giờ mình hình dung được cái mùi nước hoa nó như thế nào, trừ khi mình trải qua thôi, chứ không có thể diễn đạt được. Đó là cái sự bất lực của ngôn ngữ. Thì cái niết bàn cũng vậy. Niết bàn là một cái trạng thái vắng lặng mà do có được từ các vị đã đoạn trừ phiền não. Và do đó với một người mà không có đoạn trừ phiền não đó, những người mà chưa có chứng nghiệm được cái trạng thái vắng lặng của cái hạnh phúc do đoạn trừ phiền não, thì không có thể nào mà diễn đạt được niết bàn. Diễn đạt đó là chúng ta hình dung ra là trật. Và chẳng thà là không có diễn đạt về niết bàn còn hay hơn là chúng ta tưởng tượng ra niết bàn là cái cõi Tây Phương Cực Lạc hay gì, chúng ta tưởng tượng ra nó vậy. Do vậy trong kinh nó không có định nghĩa về niết bàn. Mà trong kinh nói đó, trong kinh có định nghĩa, nhưng mà định nghĩa một cách gián tiếp. Định nghĩa gián tiếp đó là sao? Tức là định nghĩa về cái con đường tu chứng, mà một người làm theo cái con đường đó
người đó hiểu được Niết Bàn, chứ không phải định nghĩa trực tiếp là Niết Bàn. Thật ra trong kinh cũng có nhiều cái câu hỏi của các vị tỳ kheo, của các vị cư sĩ hỏi Đức Phật, là hỏi chư vị thánh nhân rằng là bạch Thế Tôn, bạch chư tôn giả, thế nào là Niết Bàn. Một lần con vị tỳ kheo tên là Út Đại Dí là ngày hỏi ngày Xá Lợi Phất, chư tôn giả, thế là nào là Niết Bàn. Thì ngày Xá Lợi Phất ngày trả lời là ngày hiền giả đoạn tận tham là Niết Bàn, đoạn tận sân là Niết Bàn, đoạn tận si là Niết Bàn. Ở đây ngày trả lời bằng một cái cách gián tiếp, tức là một người mà đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si đó, thì người đó hoàn toàn hiểu được cái Niết Bàn. Và trong các cái bộ luận ví dụ giống như là một người bị bệnh và sau một cái thời gian dài chữa trị người đó khỏe mạnh, thì người ta hỏi rằng là cái sự khỏe mạnh đó là như thế nào, thì người đó chỉ có thể trả lời rằng là cái sự khỏe mạnh đó do không còn bị những cái mệt mỏi đau nhức từ cái căn bệnh kia đem lại, chỉ có thể nói như vậy thôi. Thì vị thánh nhân á, các ngài nói về Niết Bàn á, là cái Niết Bàn này á, là do vì không còn tham, không còn sân, không còn si là Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn á, không phải là sắc pháp có cái hình tướng, và Niết Bàn không phải là một danh pháp hay là một cái loại tâm thức mà chúng ta có thể tìm được những cái trạng thái gần đó mà chúng ta so sánh, chúng ta ví dụ, chúng ta định nghĩa. Bởi vì khi định nghĩa đó, có nghĩa là chúng ta đi tìm một cái gì đó tương đương. Niết Bàn á, không có cái tương đương. Để tôi tìm một cái đoạn kinh nói có nói đến cái Niết Bàn cho các vị đọc. Cái đoạn kinh thứ 14 ấy, trong cái bài kinh Châu Báo, Đức Phật này nói về một vị thánh A-la-hán. Vị này là nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không tạo nên, với tâm tư từ bỏ trong sanh hữu tương lai, các hột giống đoạn tận, ước muốn không tăng trưởng, bậc trí chứng Niết Bàn ví như ngọn đèn này. Cái trạng thái Niết Bàn của vị A-la-hán đó, Đức Phật ngày ví dụ giống như là cái ngọn đèn này, và trong chú giải nói về nói tả về cái lúc đó đó, Đức Phật ngày dùng thần thông này tắt đi một cái ngọn đèn. Và cái việc Niết Bàn của vị A-la-hán đó, là giống như cái ngọn đèn nó đã tắt. Và khi cái ngọn đèn tắt rồi đó, thì chúng ta nói ngọn đèn tắt rồi đó thì nó còn cái gì, nó còn cái hình tướng như thế nào, hay là nó còn cái gì đó, nó ở đâu vân vân, chúng ta không có thể nào chúng ta hỏi như vậy. Bởi vì cái ngọn đèn tắt đó là do vì cái nhân duyên của nó không còn nữa, dầu không còn, tim không còn, cho nên chúng ta không có thể hỏi rằng là cái ngọn lửa sau khi mà nó tắt rồi thì nó sẽ đi về đâu, nó không có hỏi như vậy. Nó giống như là cái trạng thái khỏe mạnh của một người sau cái cơn bệnh, thì cái khỏe mạnh đó chúng ta định nghĩa cái khỏe mạnh đó nó có cái hình tướng như thế nào vân vân, thì không bao giờ có được. Bởi vì cái sự khỏe mạnh đó nó không phải là cái hình tướng, nó không phải là cái gì nha. Cái sự khỏe mạnh đó chỉ là cái trạng thái chấm dứt của cái khổ do bệnh đem lại. Cũng vậy, cái trạng thái vắng lặng của Niết Bàn đó là cái trạng thái do vì cái sự chấm dứt của cái khổ. Niết Bàn là do vì sự chấm dứt của cái khổ, do sự chấm dứt của phiền não, do cái sự chấm dứt của
của ngũ uẩn. Và ở trong cái bài kinh mà chúng ta vừa đọc đó, là nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới lại là không có tạo thêm đó. Cái nghiệp ở đây đó là cái chữ, trong cái chữ Pali gọi là cái chữ Sampawa. Khi năng Buddha năng nó quan Sampawa, chữ Sampawa này gọi là cái hữu, tức là cái cảnh giới tái sinh. Và sở dĩ mà ngày Minh Châu ngày dịch là nghiệp đó, là bởi vì hữu có hai, là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu á chính là những cái tâm bất thiện hay là tâm thiện tạo ra cái đời sống tái sinh của chúng sinh. Sau này chúng ta sẽ học là trong một số các cái có những cái loại tâm mà nó tạo ra cái quả tái sinh. Và ngài nói rằng là do vì các vị A-la-hán, các ngài á, cái nghiệp cũ, tức là các cái thiện và cái bất thiện cũ á, để tạo ra cái đời sống trước á, thì các ngài đã trọn vẹn rồi. Và cái nghiệp mà để tạo ra cái đời sống tương lai đó thì các ngài cũng không có tạo ra cái nghiệp đó, cho nên các ngài chấm dứt dòng sinh tử luân hồi này cũng giống như là cái ngọn đèn nó được tắt đi, nó không có tồn tại ở đâu. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật ngày cho cái hình ảnh về cái niết bàn, vì A La Hán niết bàn giống như là cái ngọn đèn đã tắt. Và do vì á, khi mà cái ngọn đèn mà nó còn á, là nó mới bị thay đổi theo cái môi trường. Thí dụ giống như là cái ngọn đèn, cái nến mà chúng ta thắp á, khi mà có gió nhẹ đó thì cái ánh lửa đó nó sẽ trao. Rồi khi mà lửa, cái gió mà nó mạnh đó, thì ngọn lửa nó bị tắt, tức là khi mà cái ngọn lửa nó có mặt đó, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi các cái điều kiện của nó. Và cái điều kiện mà để mà nó có mặt được đó là dầu và tim. Và nếu dầu và tim nó vô thường đó, thì ngọn lửa này nó cũng sẽ vô thường. Còn mà cái lửa mà nó không còn nữa rồi đó, thì đã là không còn rồi đó, thì nó không thể nào mà nó còn bị cái gì chi phối nữa, nó không có thể nào mà nó vô thường, nó không thể nào mà nó bỏ được bởi vì nó không còn. Do vậy á, trong các cái pháp chân đế đó, thì chỉ có cái chân đế vô vi là nó nằm ngoài cái luật là vô thường khổ, nó nằm ngoài cái luật vô thường là khổ. Rồi các vị ghi chú là trong các cái pháp á, là cái pháp chân đế, mà chân đế vô vi á, là nó không có bị cái lực vô thường khổ chi phối. Còn cái pháp mà pháp chân đế hữu vi á, là nó bị cái lực vô thường chi phối, đó là vô thường khổ và vô ngã. Rồi cái bài, một cái bài kinh mà được Chư Tăng hay tụng đọc thường nhất á, và cái bài kinh đó bài kinh đó là các hành là vô thường, các hành hay là các pháp hữu vi là vô thường, tự tính là sanh diệt, sau khi sinh chúng diệt, nhiếp chúng là tịnh lạc. Các vị Phật tử nào chúng ta đánh chữ nhanh thì chúng ta có thể biết các hành là vô thường, các hành nó mở hoặc đơn là hữu vi, các hành là vô thường, tự tính là sanh diệt, sau khi sinh chúng diệt, nhiếp chúng là tịnh lạc.
Và chúng ta mở ngoặc đơn, chữ tình lạc ở đây chính là, chính là niết bàn, chính là vô vi. Như vậy bài kinh này, cái đoạn kinh ngắn này bao gồm cả hai pháp là pháp hữu vi và pháp vô vi. Cái pháp hữu vi á, nó có cái tự tính, có cái bản chất á, là nó luôn luôn là vô thường. Ấy mà có sinh á, thì nó phải có diệt. Và chỉ trừ khi nào mà không còn sinh diệt nữa thì nó mới thật sự là an lạc. Ngài Hòa Thượng ngày tịnh sự ngày ngài xin ngài Hòa Thượng tịnh sự ngày dịch cái đoạn này là pháp hành không thường, thời phải sanh diệt, dứt sanh diệt rồi mới thật an vui. Và cái vô vi này nè là do vì nó không phải được tạo ra bởi các cái điều kiện khác mà có, không phải được tạo ra bởi các cái duyên trợ sinh, cho nên ở trong cái thuật ngữ vi diệu pháp á, còn gọi niết bàn là pháp vô duyên. Tôi nhớ còn nhỏ khi mà nghe ngài Giác Chánh thì nói chuyện với chư tăng á, vị sư học trò, ngài mới nói rằng là người đời á là ai cũng sợ vô duyên hết á, ai cũng thích có duyên á, muốn làm sao gương mặt mình có duyên, nụ cười mình có duyên, nói chuyện mình có duyên. Nhưng mà người tu á, cái mục đích, cái cứu cách của người tu làm sao á, là để hiểu được, để chứng được cái pháp vô duyên. Tại sao này chúng ta học á, thì chúng ta biết là cái vô duyên á, chính là cái niết bàn, tức là nó không phải do cái duyên nào sinh ra hết. Bởi vì do cái duyên mà cái duyên đó nó vô thường thì nó phải là vô thường. Hãy do duyên sinh ra thì các cái nó phải nằm ở trong cái luật vô thường. Mà niết bàn á, thì là không vô thường. Nhưng mà ở trong kinh chúng ta học, mấy chúng ta học, chúng ta đọc đôi khi phải là từng chữ một á, để phân biệt cho rõ. Ví dụ giống như là các hành nó là vô thường, các hành nó là khổ não, nhưng mà các pháp nó là vô ngã. Tại sao như vậy? Các hành đó tức là các pháp hữu vi. Các cái pháp hữu vi đó, thì trừ ra cái pháp vô vi nha. Dạ. Thì nói rằng cái vô thường á, thì chỉ có hữu vi nó vô thường thôi, cái pháp vô vi không có vô thường. Nói về cái khổ á, thì chỉ có pháp hữu vi khổ thôi, chứ cái pháp vô vi không có khổ. Nhưng mà nói đến cái vô ngã á, thì bao gồm cả niết bàn, tại niết bàn không thuộc về của ai hết. Cho nên các hành là vô thường, các pháp là vô, xin lỗi, các hành là vô thường, các hành là khổ. Hành là đồng nghĩa với hữu vi nghe. Các hành là vô thường, hay nói các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, nhưng các pháp là vô ngã. Bởi vì các pháp đó, nói đến vô ngã là phải bao gồm cả niết bàn, chứ không phải là niết bàn là ngã. Và ở trong các pháp hữu vi đó, như hồi nãy tôi trình bày các vị đó, là bao gồm cả cái tâm, đặc tính của tâm hay là sở hữu tâm và sắc pháp. Và trong tâm đó, đó thì bao gồm cả thiện và bất thiện, cả hiệp thế và siêu thế. Như vậy là cái tâm thiện cũng vô thường, tâm bất thiện cũng vô thường, tâm thiện cũng vô thường, tâm phàm phu cũng vô thường, tâm thánh nhân là cũng vô thường. Bởi vì chính vì cái điều đó, chúng ta mới đọc một, chúng ta phải đọc cái đoạn kinh, mà cái đoạn kinh này Đức Phật này
chúng ta đọc cái đọc là cái bài kinh là kinh xà dụ, hay là gọi là theo tiếng Việt là kinh ví dụ con rắn. Kinh ví dụ con rắn là do vì một vị tỳ kheo ngày xưa ông là ngày huấn luyện chim ưng, mà chim ưng vốn là cái loài bắt rắn, và do vậy khi mà vị tỳ kheo này có khởi lên một cái tà kiến thì Phật dùng cái hình ảnh mà cái nghề nghiệp xưa, nó liên quan đến nghề nghiệp xưa của vị này là nuôi chim ưng để bắt rắn, cho nên Đức Phật này dùng cái hình ảnh bắt rắn để chỉ cho cái thái độ thận trọng của một người học Phật. Và ngài dạy rằng là nó giống như là một người bắt rắn á, nếu mà không có thận trọng thì có thể con rắn đó nó làm hại lại mình. Và cái giáo pháp ngài á, ngài ví dụ giống như là con rắn đọc nha. Không có một, thật ra chúng ta đọc kinh điển chúng ta thấy rằng là Đức Phật này có dùng rất là nhiều cái ví dụ, mà chúng ta có thể nói rằng là cái ví dụ táo bạo là cái giáo pháp mà mình vốn là gọi theo cái nói theo thông thường mình nói là cái pháp cao thượng đó, thì ngài cũng không có cần phải dùng cái hình ảnh gì là cao thượng, hình ảnh giống như là người học Phật, giống như học Phật pháp giống như người bắt rắn. Tức là nếu mà chúng ta học không kỹ thì chúng ta sẽ khởi lên những cái ác tà kiến, những cái hiểu sai quay. Cũng như là người bắt rắn mà không khéo thì con rắn nó sẽ cắn người rồi. Rồi cái đoạn kinh này, trong cái bài kinh này Đức Phật thì nói đến cái ví dụ chiếc bè. Chư tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ngươi ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: này các tỷ kheo, ví như con người đang đi trên con đường lớn dài đến một vùng nước rộng. Bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh thể. Nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Người đó tự suy nghĩ, đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh thể. Nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này qua bờ bên kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này tinh tấn dùng hai chân để có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỷ kheo, là người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ, chiếc bè này thật là lợi ích cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đổi chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỷ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào? Chư tỷ kheo, nếu người đó làm như vậy thì có phải đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Thì cái đoạn kinh này á, Đức Phật này nói rằng là cái giáo pháp của ngài đó, nó giống như là cái chiếc bè để đưa người ta qua sông. Và khi mà chúng ta học Phật pháp á, là chúng ta để có kiến thức, để biết cách làm cái chiếc bè, để biết cách qua sông. Nhưng mà nếu một người nào mà chấp giữ cái kiến thức này, nghĩ rằng là nhờ cái kiến thức này mà ta được xem như là một người quảng bác, là một người có cái tri kiến vân vân, thì cái sự chấp giữ đó nó cũng giống như là cái thái độ của một người dùng cái chiếc bè thay vì để chỉ đưa qua sông thôi. Và người nghĩ rằng là cái chiếc bè này nó quý quá, mình qua sông rồi thôi, mình đổi nó lên đầu hay là mình vác nó lên vai. Chư tỷ kheo, ông nghĩ như thế nào? Chư tỷ kheo, những người đó làm như vậy thì có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, người đó phải làm thế nào đúng sở dụng của chiếc bè? Ở đây chư tỷ kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên kia có thể suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn.
nay ta hãy kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô hay nhận chìm xuống nước và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỷ kheo làm như vậy, người đó làm đúng với sở dụng. Người đó làm đúng sử dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy này, chư tỷ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ. Chư tỷ kheo, các ông cần phải hiểu, ví dụ chiếc bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Đây là cái bài kinh mà Đức Phật kỳ dùng một cái cách nói rất là mãnh liệt, là ngay cả cái thiện, cái chánh pháp đó, còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Và cái thiện đó trong đó có gì? Có những cái tâm thiện dục giới, có những cái tâm thiện sắc giới, có những cái tâm thiện siêu thế. Và những cái tâm thiện này nữa là gì? Là pháp hữu vi. Dù là tốt cũng là pháp hữu vi. Đã là pháp hữu vi rồi đó thì nó cũng nằm ở trong cái lực vô thường, khổ và vô ngã. Và cái mục đích cứu khánh tối hậu á, là làm sao đó là vị đó bỏ tất cả những gì thuộc pháp hữu vi, để không phải bị tạo tác, để không phải bị làm ra, để không phải có duyên mà có, gọi là cái pháp vô duyên, vô vi hay là vô duyên hay là niết bàn. Và cái đoạn kinh đó là các cái pháp thiện ra như vậy đó còn phải bỏ, uống nữa là phi pháp. Như vậy thì cái bài học ngày hôm nay chúng ta học đến cái khái niệm mới về trong môn học cái diệu pháp, đó là cái khái niệm là hữu vi và vô vi, hay hữu vi hay còn gọi là hành. Và cái thuật ngữ này các vị Phật tử sẽ gặp rất là thường ở trong kinh Tạng. Và mai mốt mà cái mở cái sách ra mà thì các cái pháp hành, các cái pháp hữu vi là chỉ là hiểu rằng là cái pháp nào mà nó do duyên mà có, do được tạo tác mà có, do bị tác động mà có, thì những cái pháp đó, đó được gọi là cái pháp hữu vi. Và đã là cái pháp hữu vi, dù là thiện, dù là bất thiện, thì nó đều phải là vô thường, khổ và vô ngã. Và mục đích tối hậu là ngay cả cái thiện cũng phải bỏ, chứ đừng nói gì cái bất thiện. Và sau này chúng ta sẽ học rằng là sở dĩ mà chúng sinh còn sinh tử luân hồi là người mà khéo á, người không khéo á thì làm ác, còn người khéo hơn á thì làm thiện. Nhưng mà làm ác hay làm thiện gì là đều là nguyên nhân sinh tử hết. Sở dĩ mà vị A-la-hán không còn sinh tử nữa, bởi vì chẳng những các ngài á không làm ác mà các ngài cũng không làm thiện. Các ngài là người là phi pháp bỏ đã đành, mà chánh pháp thì các ngài cũng bỏ. Đó là cái là của vị A-la-hán. Và do vì bài học ngày hôm nay nó có những cái khái niệm khó, nên cố gắng nói dài dòng cho các vị. Nên chỉ còn có 10 phút nữa để hết, 10 phút hết giờ. Thì chúng tôi xin kết thúc bài học ở đây. Và các vị Phật tử nào chúng ta có cái câu hỏi thì một là các vị có thể gửi trong cái Facebook lớp học của chùa đó, rồi chúng tăng coi lại rồi quý sư sẽ trả lời. Còn mà khi mà có cái thời gian thì các vị có thể chat trực tiếp ở đây, hay là các vị có thể cầm cái microphone các vị hỏi. Thì do đó một người Phật tử nguyên thủy á, không bao giờ chúng ta gọi niết bàn á, là cái cõi niết bàn nha. Không bao giờ nguyện về cái cõi niết bàn, bởi vì nó không có cái cõi đó. Và nếu mà có cái cõi là cái tên đó, thì cái cõi đó sẽ như thế nào? Thì cái cõi đó nó cũng sẽ là vô thường, khổ và vô ngã, chứ không phải là cái ý nghĩa vô vi, không phải là cái ý nghĩa đích thực của niết bàn. Cho nên là khi mà chúng ta nói về niết bàn á, là trong kinh điển nguyên thủy nó chưa tăng năm tông rất là thận trọng để nói về niết bàn, để về dùng một cái ngôn ngữ nào đó, về một cái loại từ nào đó đi chung với niết bàn. Chứ nếu mà nói về cái cõi niết bàn thì không được. À,
Nếu mà các vị học viên chúng ta không có câu hỏi nữa thì chúng ta kết thúc cái buổi học ở đây. Mà thật ra thì tôi nghĩ rằng là bây giờ thì các vị có lẽ là chưa có nhiều cái câu hỏi, bởi vì mấy bữa đài đó chúng ta chỉ còn là nói về những cái khái niệm thôi. Thì trở lại cái tóm tắt của bài học đó, là từ cái khi mà chúng ta học cái buổi đầu tiên, chúng tôi giới thiệu được các vị là tất cả cái gì mà chúng ta có thể nghĩ đến, có thể liên tưởng, có thể tư duy, thì tất cả đều được gọi là pháp, dù là cái thuộc về tâm thức hay thuộc về vật chất. Rồi từ cái pháp đó nó chia ra làm hai cái khái niệm về cái pháp có thực tính, và thứ hai là cái pháp không có thực tính, hay là cái pháp chân đế và cái pháp giới định. Rồi trong cái pháp chân đế ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học là cái pháp chân đế, thì cái pháp mà có thực tính nó chia làm hai, là có pháp là do cái điều kiện, do các cái duyên tạo ra mà có, gọi là cái pháp hữu vi. Và cái thứ hai đó là cái pháp vô vi, tức là cái pháp niết bàn. Và cái pháp niết bàn ấy, trên cái biểu đồ vi diệu pháp đó, thì chúng ta thấy đó là một cái vòng tròn lớn, đơn lẻ, không có cái tương đương, không có cái tương đương. Ngoài sau này cái phần chúng ta học còn lại đó đều là chân đế hữu vi hết, bởi vì cái niết bàn nó là nó không còn dính líu đến bất cứ một cái gì để mà chúng ta bàn tới ở trong các cái bài học khác, không có dính đến cái tâm sở hữu cái sắc pháp nào. Đây là cái bài học của ngày hôm nay, là chúng ta đã đi đến cái phần là cái pháp chân đế chia ra có hai, tục đế và chân đế. Rồi chân đế chia ra có hai là cái gì, danh chỉ, tục đế chia có hai là danh chỉ định và nghĩa chỉ định. Còn cái chân đế chia ra có hai đó là vô vi và hữu vi. Hồi xưa tôi học có 15 phút mà đi vô tuốt ở trong luôn, tại vì tôi học mấy ngày lớn không có giảng thì giống như vậy, tôi con nít học thuộc lòng, cho nên cái pháp chia ra có hai, cái này chia ra có hai cái nhớ thuộc lòng, nhưng không hiểu chân đế là cái gì, tục đế là cái gì hết, chỉ thuộc. Nhưng mà các vị, tôi không dạy các vị cái kiểu đó rồi, bởi vì tôi muốn các vị hiểu, cho nên cho đến ngày hôm nay chúng ta mới cái chân đế chia ra có hai thôi. Chứ hồi trước là tôi học cái ngày đầu tiên là đã với cái tâm dục giới chia là tới 50 mấy, rồi cái tâm siêu thế chia là tới 40 rồi. Và chúng ta kết thúc bài học ở đây, xin chúc các vị ăn vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.